Chào mừng các bạn tiếp tục quay trở lại với channel của mình. Và mình là người lạ. Đây là video thứ 2 trong series Top Pickup sau Tết của mình. Thì mình có nói là Top Pickup sau Tết là tại vì có một số món đồ trước Tết, cũng như là có một số món đồ mua sau Tết. Thế nhưng mà hầu hết là ở khoảng thời gian mà Tết là khoảng ở giữa, cho nên là mình làm một video sau Tết. Tất cả những món đồ ở đây mình đều mua sau Tết cả. Thế nhưng mà gọi nó là top ấy, tại vì mình chỉ lọc ra một số món thôi. Mình không thể làm tất cả những cái món mà mình đã mua được, tại vì nó khá là nhiều và có những cái nó không có gì đặc biệt để mà làm cả. Ví dụ trong video ngày hôm nay thì đây là tất cả những cái món đồ mình gộp vào chung một video. Tại vì cái phân loại ấy, ví dụ lần trước thì mình phân loại theo hãng, mình mua về từ hãng nào. Còn video thứ hai này thì phân loại mình mua tại đâu. Tất cả những cái hộp này cùng với đó là một số các cái túi đằng sau nữa là mình mua về từ Lazada. Tuy nhiên cái thời điểm mình mua là cái thời điểm mà mình hứng lên thì mình lấy mình mua nó về thôi, hầu hết đều là mua nguyên giá. Nhưng mà ngày mai thì lại có sale off, và sale off rất là giảm giá rất là sâu. Nếu như mà mình không mua những món đồ này ở thời điểm đấy thì bây giờ mình mua thì có lẽ là mình tiết kiệm hơn được khá nhiều tiền. Thì ngày hôm nay mình muốn giới thiệu với các bạn, tất cả ở đây có 6 cái hộp. Các bạn có thể nhìn thấy hộp xám này, màu các tông này, màu sặc sỡ này, hộp cả một hộp màu xanh Doraemon kia nữa. Và đằng sau còn mấy cái túi đựng mấy cái áo nữa. Mình sẽ mở từng cái một ra cho các bạn xem. Và bên cạnh đó mình cũng sẽ cho các bạn biết về giá giảm cũng như là các cái món đồ khác cũng có giảm giá trong ngày mai là ngày 27 tháng 3, tức là ngày sinh nhật 10 năm của Lazada. Thì trong cái ngày này chúng ta sẽ có rất nhiều những deal được giảm xuống, và có cả những món đồ này nữa. Bằng một cách nào đấy thì mình lại phải mua nguyên giá, trong khi đợi đến bây giờ thì đã mua được rẻ hơn bao là nhiêu. Đây là một hộp giày đầu tiên tới từ thương hiệu New Balance. Các bạn nhìn thấy chữ NB đằng trước như thế này. Và thực ra bản thân mình thì mình không thích thương hiệu New Balance cho lắm. Mình chỉ có 2 hay là 3 đôi giày New Balance gì đấy. Trước đây mình cũng đã thử mua một số những đôi giày New Balance, nhưng mà sau khi đi được vài ba lần mình cảm thấy là cảm giác đi nó quá tệ. Cộng thêm với cái việc là, tức là cái cảm giác chân nó tệ, rồi thì đến với cái việc là cái cảm giác mà mình đi nó không cho mình được cái sự tự tin. Thì cộng hai cái đó vào, mình bán những đôi giày New Balance đấy đi. Còn lại thì đây là một đôi mà mình nhìn thấy lần đầu tiên, mình cảm thấy là cái thiết kế của nó mình có thể ưng được. Nhiều năm trở lại đây mình thích cái thiết kế của New Balance 327. Thế nhưng mà cái phối màu mà mình thích ấy thì nó lại có mức giá quá cao, thì thành ra là mình cũng không mua đôi 327 đấy. Đây là một cái đôi mà khi mà mình nhìn ở trên Lazada mình thấy là thiết kế của nó là hợp mắt, hợp nhãn, cho nên là mình mua. Đây là New Balance có cái mã của nó là XC72. Thì trên thực tế thì cái đôi XC72 này nó có nhiều các cái phối màu khác nhau, nhưng mà mình chọn cái phối màu này, mình sẽ mở ra cho các bạn cùng xem. Trên Lazada thì cũng có tương đối đủ phối màu. Và cái phối màu mình chọn ấy thì nó khá là kiểu theo mình thì nó khá là trung tính và nó nền nã, lịch sự. Như các bạn nhìn thấy thì đây là một cái thiết kế khá là phá cách. Nó không giống như là truyền thống, không giống như thiết kế truyền thống của New Balance. Nó rất là phá cách. Nếu như mà nhìn qua hơi hướng của nó, ví dụ cái mũi này của nó chẳng hạn này, nó có cái điểm tương đồng với lại cái mẫu mà mình nói mà mình thích ấy, đó là mẫu New Balance 327. Cũng vì lý do đó cho nên là mình thích. Nhưng với cái mẫu XC72 này ấy, thì mình lại thấy là nó phá cách hơn, nó hầm hố hơn, chứ nó không hiền lành và nó không theo kiểu là unisex quá giống như là mẫu 327. Mẫu này nó theo kiểu là nó dị hơn và nó nam tính hơn, cho nên là mình mua nó. Và thực sự là khi mà nhìn trên hình ấy thì mình cũng đã thấy ấn tượng rồi. Khi mà cầm bên ngoài mình thấy là về phần chất liệu, về phần hoàn thiện của cái đôi này khá là ok. Mình có thể mô tả qua cho các bạn thấy thì mình đã chọn cái phối màu này thay vì những cái phối màu phổ biến, ví dụ như toàn trắng, hoặc đôi này có một cái mẫu mà nó màu ôm black cũng khá là đẹp, đen chìm luôn. Thì như cách thiết kế thì chúng ta có một cái đế ngoài mà nó được vắt lên, nó được vắt cả lên cái phần bên trên upper này, và thiết kế đế ngoài là rất đẹp. Các bạn có thể nhìn thấy cái đế ngoài này. Đấy, nó được chia ra làm hai bên, và các cái mấu ấy, các cái mấu nhỏ thì mỗi bên nó lại thiết kế theo một kiểu. Và cái đế ngoài này là cái mà mình rất là ấn tượng, có những mấu tròn, có những mấu được trải dọc mỗi bên, nó phân tách được bằng một cái đường màu cam ở giữa như thế này, đẹp, nói chung là đẹp. Còn bên trên ấy thì chúng ta sẽ có một cái bộ đệm mà nó không quá êm đâu, nhưng mà nó lại được làm bè ra. Các bạn có thể nhìn từ phía trực diện này vào thì cũng thấy nó được bè ra một chút xíu, bè ra, chứ nó không hoàn toàn là thẳng so với phần upper. Cùng với đó thì cái màu gâm đậm là cái phần kết ở đằng sau gót này là một cái màu mình thấy cũng khá là đẹp. Cái màu gâm này này, nó chạy bao quanh bằng cao su này, đó. Bên trên ấy, thì phối màu của nó cũng đẹp luôn. Chúng ta sẽ có màu xanh blue chính là phần dây giày. Màu cam hơi đậm thì nó là cái phần vải mesh nằm chính giữa phần sơ box này. Hai bên cạnh đó có một hình chữ V này thì nó là màu kiểu như là màu sữa của
một cái phần da lộn nó được chạy lên bên trên này, và hai cái phần da lộn chứa lỗ buộc dây này nó lại màu hồng đất nhàn nhạt, và cái lưỡi gà cũng là màu hồng đất nhàn nhạt, nó làm bằng vải nylon, và cái phần logo chữ N bên hông này nó làm bằng da, chất lượng da khá là ổn, chữ N này làm bằng da. Đằng sau thì chúng ta sẽ có một cái miếng da lộn có màu kiểu như màu xám đá đậm, cùng với đó là một cái màu phần màu xanh giống màu xanh cổ vịt, làm bằng vải mesh hơi đệm nhỏ xíu một chút ở đây. Thì nó có rất nhiều màu cũng như chất liệu làm nên cái đôi XC72 này. Nhưng cái quan trọng ấy là thiết kế của nó là mình có cảm tình luôn. Các bạn có thể hình dung là như mình nói thì mình thích cái phần thiết kế của cái đế ngoài nhất. Chúng ta có rất nhiều mấu tròn, và cái mấu tròn này nó được vắt cả lên bên trên của phần upper này. Tức là chúng ta không cần phải lật cái đế lên cũng nhìn thấy những cái phần họa tiết dưới bên đế dưới. Mấu tròn thì ở bên này, còn bên này là những cái mấu mà hình đa giác. Thì cái mấu này khi mà nhìn gần vào nó cho cái cảm giác khá là lạ. Các bạn nhìn không? Những cái mấu này. Đó, những cái mấu này nó vắt lên cả bên trên như này. Đó, khá là ok. Thì đây là một cái mẫu mà thay vì mua 327 nó mang cái sự hiền lành nhiều hơn, thì mình đã chọn cái mẫu XC72 này. Có nhiều phối màu khác với lại mức giá giảm mình sẽ để link bên dưới phần mô tả. Đây là đôi giày đầu tiên. Trong đợt sinh nhật 10 tuổi của Lazada này thì những đôi New Balance nó được giảm giá cũng khá sâu. Ví dụ như bạn có thể nhìn thấy ngay trên hình ảnh này, chúng ta sẽ có voucher 150.000 và mua 3 được giảm tới 30%. Đây là những hình ảnh đầu tiên làm cho mình có cảm tình ngay với lại cái đôi giày này. Đấy, như các bạn thấy, khi mà mình nhìn ấy, mình đã có cảm tình và mình đã mua nó. Thì trên thực tế, ở Super Sport ấy, họ phân phối các cái sản phẩm New Balance với mức giá cũng rất là tốt để mình cho các bạn xem. Ví dụ như xếp từ giá từ cao xuống thấp thì chúng ta sẽ có đôi giày đắt nhất cũng chỉ khoảng 3,2 triệu. Và bên cạnh đó có rất nhiều những mẫu giày 327, cái form giày mà mình thích mà mình nói vừa nãy ấy. Ngoài ra chúng ta có nhiều đôi nữa, ví dụ đôi này mình làm trong video lần trước này, mình vẫn còn giữ. Một đôi giày chạy với mức giá khởi điểm của nó lên tới 4,5 triệu, nhưng bây giờ mức giá giảm là cực kỳ tốt, chỉ có 1,8 triệu. Tất tần tật những cái này các bạn có thể tìm ở bên dưới. Và đây là những cái mẫu giày khác, đó, có rất nhiều. Và có những mẫu giày nó thuộc dạng casual nhưng mà nó lại rất rẻ, nó chỉ tiền trăm thôi. Ví dụ như những cái mẫu như này, như bạn nhìn thấy thì nó chỉ 800. Những cái mẫu đẹp kiểu đen trắng như này là 862 này, hoặc là kể cả 327 thì cũng chỉ có 862 này. Rất nhiều mẫu này, chúng ta chỉ cần vào cái list mình để bên dưới phần mô tả thì các bạn sẽ thấy. Và nếu thích đôi nào thì mua đôi đấy thôi. Đôi giày tiếp theo ngày hôm nay là một đôi giày hộp màu bìa xi măng tới từ thương hiệu Anta. Thì đây là một đôi giày mà hồ lớp bé thôi, mình mua cũng không phải là dành cho mình. Tại vì đây là một cái hộp giày mà mình mua tặng cho người thân. Đây là một cái mẫu giày size nữ và mình chọn nó tại vì có một vài đặc điểm là như sau. Thứ nhất, đấy là mức giá của nó chỉ quanh quẩn mức giá 1 triệu mà thôi. Tức là 1 triệu là một cái mức giá mà chỉ bằng một đôi BTS Hunter, một mức giá tốt. Thứ hai thì mình cần một mẫu giày nhẹ, thoáng. Thì đây là một mẫu giày đáp ứng được như vậy, trong khi là nó có một cái bộ đế đi thoải mái, một mẫu giày thể thao thoải mái, không có đế ngoài để giảm thiểu khối lượng, không có đế ngoài. Và bên trên thì nó được làm từ vải mesh đệm thêm một lớp nylon bên ngoài. Các bạn nghe thấy được đúng không? Đấy, thì nó rất là thoáng và mát, và thực sự mẫu giày này rất là nhẹ, rất nhẹ. Thì với một mẫu giày Anta như này, lý do thứ ba nữa, đó là một cái mẫu giày mà nó sẽ có màu xanh hoặc là màu hồng. Thì mẫu này nó vừa có một cái màu xanh tím đằng đầu, nó trải theo kiểu ombre xuống thành một cái màu hồng. Hồng này nó cũng khá giống hồng đất, hồng nhạt nhạt thôi, trải xuống tận cuối. Thì đây là một mẫu giày nữ mà mình mua tặng người thân. Đây là một cái mẫu mà theo mình thì đáp ứng đủ 3 cái yêu cầu mà mình vạch ra, cho nên là mình đã lấy cái mẫu này. Trên thực tế thì mình mua nó nguyên giá với mức giá khoảng hơn 1 triệu một tí, nhưng mà bây giờ được giảm giá xuống còn có 900 mấy hay sao ấy. Mình sẽ để link bên dưới phần mô tả. Rất rẻ, rất xứng đáng để các bạn có thể lựa chọn thay một đôi BTS Hunter. Chính ra thì đôi giày này mình mua với cái mức giá hơn 1 triệu nó coi như là nguyên giá đấy. Thế nhưng mà như các bạn thấy, nếu như bây giờ mình mua ngay lập tức thì mức giá mua được chỉ có 699.000, một mức giá rất rẻ. Và ngoài ra ấy, thì trong không giờ đêm nay nó còn giảm xuống nữa. Bên cạnh đó chúng ta sẽ có rất nhiều ưu đãi, rất nhiều những mã miễn phí vận chuyển lẫn là mã giảm giá có ở đây. 10% off này, 50.000 cho đơn từ 450.000. Tức là trừ đi cái này thì mình, nếu mà trừ cái mã này đi trên giá là 700.000, mình chỉ cần bỏ ra là 650.000 thôi. Hoặc đây 650.000 trừ đi 70.000, thì đây mã 70.000, mã 100.000, mã 200.000, rất nhiều. Ngoài cái mẫu này được giảm giá tốt, mình sẽ để link một số mẫu khác nữa ở bên dưới mô tả để các bạn có thể chọn mua. Anta lần này là rất rẻ. Mẫu giày thứ ba là một mẫu giày mà mình cũng rất thích. Đây là một hộp giày đẹp tới từ thương hiệu, đó là Skechers. Chúng ta sẽ có một hộp giày làm rất là xinh như thế này, và các bạn nhìn thấy được cái chữ Skechers Outdoor, cùng với đó là một vài những cái tính năng bên dưới của nó, vân vân in bên dưới này. Thế thì riêng cái tên Outdoor cũng nói lên tất cả, rằng là đây là một cái mẫu giày mà nó sẽ dành để chúng ta
đi những chuyến đi dã ngoại ngoài trời, đi picnic, đi phượt, đi cắm trại vân vân vân. Thì mình mua đôi này với đúng mục đích như vậy luôn. Tức là mình cần một cái mẫu giày, thứ nhất nó là cổ thấp, thứ hai nó bảo vệ chân tốt, thứ ba nó phục vụ tốt cho các mục đích ví dụ trekking, đi bộ ấy, leo núi rồi đi bộ đường dài, và thứ tư là nó có khả năng kháng nước cũng như là bảo vệ các cái điều kiện vân vân, dễ vệ sinh. Thì cái mẫu này là một cái mẫu mình chọn, lý do đó là nó là một cái mẫu giày đáp ứng được tất cả những yêu cầu trên nhưng mức giá thì lại tốt. Các cái hãng khác ngoài Skechers ra thì cũng có những cái mẫu giày như vậy. Tuy nhiên một mẫu giày có đắt nhất từ Skechers mà mình mua trên Lazada đi nữa thì mức giá của nó quy đổi ra quanh quanh cũng chỉ 100 đô mà thôi. Là một mức giá rất dễ chịu và mình có thể tiếp cận được nên là mình mới mua. Đây là một mẫu giày nó có tên khá dài, nó là Skechers Sport Casual Max Protect. Đấy, nó có một cái tên dài như vậy. Thì đây chính là cái mẫu giày mình chọn. Để mình lấy ra cho các bạn xem. Đây, đây là cái mẫu giày đầu tiên thì mình sẽ để gần cho các bạn xem về cái thiết kế của nó. Đây chính là cái thiết kế của nó. Đó, nó có một cái thiết kế khá là hầm hố, cùng với đó là cái màu sắc này mình cũng thích này. Tại vì nó chỉ có đen với xám mà thôi, chứ nó không có cái màu sắc lè loẹt gì. Nếu mà màu như này thì khi mà chúng ta đi chúng ta vệ sinh rất là dễ dàng. Với cái đế ngoài của nó cũng rất là hầm hố, đẹp. Và nhìn chung ấy, để mình mô tả cho các bạn về cái mẫu này và lý do mà mình chọn nó. Thứ nhất là đây là một cái mẫu giày dành cho cái mục đích là chúng ta đi outdoor. Nói thế cho dễ hiểu, đi outdoor như nào thì mình đã nói rồi. Thứ hai là ở trên cái mẫu giày Skechers này nó có nhiều công nghệ cũng như tính năng mà đáp ứng được cho những cái yêu cầu của mình về một cái mẫu giày outdoor. Đầu tiên như mình nói, mình cần một mẫu giày cổ thấp. Tại sao lại là mẫu giày cổ thấp? Nếu các bạn còn nhớ thì trong một số những video lần trước mình thường nói là khi mà mình đi xa mình thường đi những mẫu giày cổ cao để bảo vệ mắt cá chân, cũng như là một kiểu là nó là một cái đôi giày thay cho một đôi giày bảo hộ mô tô bình thường. Thế nhưng mà tại sao mình lại cần một mẫu giày cổ thấp như này trong khi mình vẫn nói là mình sẽ đi một mẫu giày cổ cao khi mình đi xa? Thì lý do đó là khi mà mình đi với mục đích cắm trại đâu đó chẳng hạn thì mình sẽ cần phải đi bộ sâu trong rừng ở những nơi mà xe máy có thể không vào được hay thế nào đó. Khi mà đi bộ nhiều hoặc thậm chí đi leo núi, các bạn đi một đôi giày cổ cao các bạn sẽ rất khó chịu ở phần cổ chân, là tại vì đâu phải chúng ta đi đường bằng đâu. Chúng ta đi đường bằng hoặc chúng ta ngồi trên xe thì cổ cao ok, nhưng mà nếu như mà phải trèo đèo lội suối rồi đi dốc lên dốc xuống ấy thì đi cổ cao rất khó chịu, tại vì nó bó cái phần cổ chân của chúng ta, cử động nó khó. Cũng như là những mẫu giày cổ cao thì nó thường nó sẽ nặng kiểu như vậy. Đây là một mẫu giày cũng chẳng nhẹ đâu, thế nhưng mà nó là cổ thấp, cái đó là cái đầu tiên. Thứ hai là về những công nghệ nó có thì cái phần đế giữa của nó là một cái đế Aircool, nó cho một cái độ mềm vừa phải, nó không quá cứng chẳng quá mềm. Và cái đế ngoài quen thuộc là đế ngoài Goodyear. Đây là một cái đế ngoài mình thấy là cái cách làm của họ khá ok này. Các bạn hình dung là với một mẫu giày outdoor thì nếu như mà chúng ta đi nhiều, cái đế ngoài rất là quan trọng. Thứ nhất là nó cứng và nó dày. Cái đế ngoài cứng dày như này thì đảm bảo cho độ bền và sức kéo tốt. Thứ hai là những cái họa tiết hình mũi tên được trải về phía trước như này làm rất hay, khi mà ví dụ phía này chúng ta có một cái rãnh, những cái này thì cái rãnh nó nằm phía dưới, nhưng mà cái phần họa tiết ở giữa này thì cái phần rãnh nó nằm ở bên trên. Thì tùy theo chúng ta đi lên dốc hay đi xuống dốc hay gì đó thì những cái rãnh này đảm bảo cho ma sát tốt. Cùng với đó thì cái công nghệ đế Goodyear tới từ Skechers thì cái mức độ hiệu quả và hiệu năng đã được khẳng định rồi. Đó, chúng ta sẽ có một cái phần khung nhựa phần kết trong suốt với dòng chữ Max Protect có ở cái phần đế giữa như này nữa. Đó, như bạn nhìn thấy cái phần như này, và cái phần màu xám xám này chính là cái phần đế giữa mà mình nói là Aircool này, nó có độ mềm vừa phải. Còn bên trên ấy thì các bạn có thể thấy được dòng chữ là Water Repellent, cái dòng chữ màu vàng được in ở đây. Đó, tức là nó là một kiểu giống như là Water Protect thôi, nó chống nước kiểu như vậy. Và chống nước khá hay, khi mà chúng ta hình dung là nếu như nó phun ra ấy thì chống nước dễ, nhưng mà đây là một cái lớp vải, và cái vải này họ làm kiểu gì đó mà nó có thể chống nước được trong khi nó rất thoáng. Tức là khi mà chúng ta nhìn kỹ vào cái vải này, chúng ta sẽ thấy được là cái vải này nó thoáng mát khá ok. Thế nhưng mà bằng một cách nào đấy mà thoáng như này vẫn chống được nước, rất hay, nói chung là rất hay. Thì khi mà mình đi gặp trời mưa hoặc là trèo đèo lội suối gì đấy thì mình cũng tự tin hơn khi mà đi một cái mẫu như thế này. Và mức giá của nó đâu đó khoảng hơn 2 triệu. Bên cạnh mẫu này thì còn một số các cái mẫu khác nữa tới từ Skechers mà nó có một cái tính năng tương tự. Nếu bạn nào không thích thiết kế mẫu này thì chúng ta có thể tìm hiểu một số các cái mẫu khác với thiết kế khác và cái hiệu quả mang lại của nó cũng tương tự. Đó, mình nói chung là khá hài lòng với mẫu này để mà mình đi những chuyến cắm trại bình thường. Nếu như bạn nào cũng có nhu cầu giống mình ấy, thì bây giờ mẫu này nó rẻ lắm. Tức là nó chỉ có 1.912.000 ở cái thời điểm mà mình quay video này. Đến 0 giờ đêm nay nó còn giảm giá nữa và còn nhiều voucher nữa. Thế nhưng mà rất tiếc là mẫu này nó đã hết hàng do là cũng có một số người mua rồi. Thì chúng ta có thể chuyển sang cái mẫu, ví dụ cái mẫu cái gót màu xanh này, nó cũng rất đẹp và mức giá nó cũng như vậy và còn size để các bạn lựa chọn.
Ngoài ra thì chúng ta có nhiều cái mã giảm giá như phí vận chuyển ở đây, giảm giá 40.000 khi mà 40.000 phí vận chuyển đấy, hoặc là 10% off này, 25.000 đơn từ 500, có rất nhiều mã ở đây. Thì mình sẽ để những cái mã này bên dưới và cả mã riêng của mình nữa để các bạn có thể tham khảo. Ngoài ra thì mình sẽ cho các bạn xem một vài những cái sản phẩm khác tới từ Skechers, nhưng mà nó cũng sẽ có cái hiệu quả nó tương tự như vậy. Như bạn nhìn thấy thì xếp giá từ cao xuống thấp mà chúng ta chỉ có đôi giày đắt nhất cũng chỉ khoảng 3,2 triệu. Nhưng mà những cái mẫu mà nó có chức năng tương tự ấy, thì các bạn có thể nhìn ví dụ đây, nó cũng là cái mẫu giống của mình nhưng mà màu này thì nó sẽ đắt hơn một chút, là 2,4 này, hoặc là bên dưới cũng là 2,2 triệu này, 2,1 triệu này, và một vài những mẫu dress shoe khác. Và ví dụ như mẫu này nó cũng sẽ mang một cái tính năng tương tự, và nếu bạn nào thích thiết kế mẫu này thì cũng được, cái đấy nó khá là cao. Và bên dưới thì sẽ có những cái mẫu mà nó giống như vậy mà mức giá nó rẻ hơn như mình đã cho các bạn xem vừa nãy. Tiếp đến thì bên cạnh này mình có tới 3 cái hộp nữa. Tuy nhiên thì đây không phải là giày mà toàn bộ nó đều là dép cả. Chúng ta sẽ thấy cái hình Doraemon ở bên này. Rất xinh, nói chung là rất xinh. Đây là 3 cái mẫu dép tới từ thương hiệu Peak. Và mình sẽ mở cái đầu tiên này ra, cái hộp màu đen. Thì thực ra là mình đã làm rất nhiều về cái đôi dép Peak Tai Chi này rất nhiều lần rồi. Nhưng mà mình vẫn mua tại vì thứ nhất là hiệu quả của nó quá tốt ở một cái mức giá là đâu đó 300 mấy. Thứ hai là nếu như mà cần, nói chung là các cái tính năng về ưu điểm ấy mình đã nói quá nhiều rồi. Thì đây là một cái mẫu dép như vậy. Mình có rất nhiều mẫu dép Peak Tai Chi như này, nhưng mà cái mẫu này là một mẫu rất lớn, cũng là một mẫu mà mình mua tặng người thân thôi, tại vì bản thân mình có quá nhiều mẫu như này rồi. Đây là một cái mẫu mà nó sẽ có phần cao su ngoài màu đen, logo Delta của hãng là màu trắng bên ngoài, và phần tai chi, phần đệm này nó màu trắng ở bên trong. Nó chỉ đơn giản như vậy thôi nhưng độ bền là rất tốt, cùng với đó là đi êm và nó ăn gian, chiều cao cho chúng ta được khoảng 2 phân 2 phân rưỡi, đi khá là tự tin. Và với mức giá 300 mấy gì đó thì mình nghĩ Peak Tai Chi là một trong những cái đôi dép mà nó cho lại cái hiệu quả tốt nhất trong cái phần tầm tiền đấy rồi. Cho nên là mình mua hết đôi này đến đôi khác, và mua tặng người khác mình cũng mua đôi này. Đấy, đây là đôi đầu tiên. Còn hai đôi còn lại này là mình mua cho mình. Mình đã làm về cái mẫu Void Tai Chi trong video lần trước. Và lần trước là mình làm về hai cái màu đen và trắng. Mình thích cái thiết kế của dép kiểu như vậy. Thế nhưng mà màu đen trắng đó mình không thích lắm. Cho nên là mình chờ có màu sắc mới của nó. Và đúng là như vậy, mình đã chờ mua được hai phiên bản dép màu khác như thế này. Và đây là cái phần màu xanh nhạt. Cái màu xanh này rất đẹp. Các bạn có thể... đây mình sẽ để gần vào cho các bạn xem về phần màu xanh này. Thực ra là nó sẽ hơi sáng do là để gần đèn, cho nên là các bạn sẽ thấy là màu xanh của nó sẽ hơi giống màu xanh sáng. Thế nhưng mà thực ra cái màu xanh này bên ngoài nó không sáng quá như vậy. Thì đây là một cái mẫu dép mà mình đã chọn mua phần màu sắc này thay vì đen trắng. Là một cái mẫu dép mà mình thích cái thiết kế cũng như là các tính năng mà nó mang lại. Chúng ta có một cái đệm tai chi bên trong có thể tháo rời để vệ sinh rất là dễ. Đây là cái đệm của nó. Một cái đệm rất là dày và êm. Thì nói chung về độ êm nó rất tốt. Còn lại bên ngoài nó chỉ là một cái khung, nó là một cái khung bằng cao su như này, độ bền rất tốt, không biết là phải rách thì nó sẽ rách ở vị trí nào, trừ khi là các bạn đi mưa nắng dãi dầu nhiều quá, cao su nó nứt, nó vỡ thì cái đấy dễ hiểu. Chứ còn thật sự là với toàn bộ là cao su, cái khung cao su như này, không biết là chúng ta sẽ có thể làm thế nào để mà hỏng được nó, trừ khi đi quá lâu thì nó vỡ ra thì không nói làm gì. Còn lại thì cái phần đệm bên trong này rất êm. Đây là một cái đôi dép lai dày khi mà chúng ta không sợ là nó bị tuột ra. Nó không phải là mẫu dép quay hậu bình thường mà chúng ta xỏ nó vào như một đôi giày vậy. Mình thích cái thiết kế này. Và với mức giá bây giờ chỉ tầm 600 mấy so với mức giá niêm yết ban đầu thời nó mới về Việt Nam là 900 mấy, thì mình thấy đây là mức giá mình mua được. Cho nên đây là cái màu đầu tiên. Và cái màu thứ hai thì như các bạn cũng thấy, màu thứ hai thì đây chính là màu Doraemon. Thực tế thì khi mà có thông tin mẫu dép Tai Chi Void này về Việt Nam thì mình cũng đã biết là sẽ có phiên bản collab với Doraemon. Và mình chờ đến khi nó có, và đúng là như vậy. Đây là hộp hộp dép phiên bản Doraemon như này rất đẹp. Nó sẽ có màu xanh, màu da của chú mèo máy đến từ Nhật Bản. Và mình sẽ cho các bạn thấy. Về thiết kế thì nói chung nó sẽ không có gì thay đổi so với lại cái mẫu mà mình vừa cho các bạn xem. Nhưng mà về màu sắc ấy, thì nó toát lên vẻ đặc trưng của Doraemon luôn. Đó, nó sẽ là một cái đôi dép sẽ có màu trắng. Tuy nhiên ấy, thì các bạn thấy là phía trước nó sẽ có logo Delta màu đỏ, thì cái màu đỏ là đặc trưng của mũi Doraemon, cùng với đó là cái chuông, cái lục lạc của Doraemon có màu vàng ở phía đằng trước như này. Còn lại tất nhiên cái màu xanh ấy, nó là cái màu đặc trưng, màu da của chú mèo máy này, thì nó chính là cái phần đệm tai chi bên trong, một cái màu xanh rất là dễ thương. Nó không blue hẳn đâu, nó màu baby blue. Và bên hông này chúng ta sẽ có hình Doraemon nho nhỏ có ở đây bên má ngoài, mình sẽ để gần cho các bạn xem. Đó, hình Doraemon co ở đây. Đấy là chưa kể chúng ta có một vài thông tin, ví dụ như là 1970-2021 Fujiko Pro
Đây, một cái dòng chữ nho nhỏ. Đây là bản collab chính thức chứ không phải là một kiểu bản thích là in lên. Đấy, một dòng chữ nhỏ màu đen có ở đây. Và cái chuông thì ở phía này, như mình đã nói. Thì nhìn chung ấy, mình nghĩ là không ai ở đây là không thích Doraemon cả. Và tất nhiên mình cũng thế. Doraemon là một trong những bộ truyện tranh gắn bó với lại tuổi thơ của mình, cũng như là với rất rất nhiều người có mặt ở đây. Còn nhiều bộ truyện khác nữa, nhưng mà nhân vật Doraemon thì không ai ghét được cả. Và cái phiên bản collab này mình thấy là màu sắc rất là xinh, nó toát lên một cái vẻ đặc trưng. Và bây giờ nó đã có mặt ở đây. Link của mấy cái sản phẩm này mình cũng sẽ tìm kiếm và để bên dưới phần mô tả cho các bạn. Thực ra với cái đôi dép Pikachu này thì chúng ta không cần phải nói nhiều, tại vì nó quá ngon trong cái mức giá là 300 mấy chục nghìn này của nó rồi. Nó có tới 5 màu, và nếu bạn nào không thích những cái màu cơ bản như đen trắng, trắng đen hoặc là đen, ba phiên bản đầu tiên màu này, chúng ta có thể chọn cái màu vàng, vàng rất là chói này, nhưng mà thực sự nó cũng đẹp. Đáng ra là mình sẽ mua đôi này cho mình nữa, nhưng mà mình có mấy cái đôi đen trắng, trắng đen nhiều quá rồi, và một cái đôi nó giống như kiểu in mặt báo lên như này cũng đẹp nữa. Và đây là cái đôi dép rẻ hơn. Đôi dép đắt hơn thì cái đôi voi ấy, nó cũng chỉ có mức giá là 680 mấy nghìn. Nếu xét trên mức giá niêm yết ban đầu là 990 nghìn thì cũng rất tốt. Chúng ta sẽ có 3 màu hiện tại là đen trắng, như mình đã làm cho các bạn xem. Có cái màu xanh nhàn nhạt này là cái màu mà mình thích hơn cho nên là mình đã mua. Như các bạn thấy thì cái màu này là màu rất là phù hợp với mùa hè. Nhìn chung ấy thì có thể các bạn thích cái màu trắng đen này hoặc là đen trắng, nhưng cái màu xanh này mình thấy là ấn tượng với mình nhiều hơn. Và cuối cùng thì cái bàn cũng không còn một chiếc hộp nào bên cạnh đó, thì mình sẽ có 3 cái túi ni lông đựng áo có ở đây. Mình sẽ có 3 sản phẩm áo mình mới mua tới từ thương hiệu Champion, giống như chiếc áo mình màu rêu mình đang mặc như thế này. Champion thì đã có mặt ở Việt Nam cách đây một thời gian không dài, và chúng ta đã có thể mua những sản phẩm chính hãng của Champion, kể cả là có store để mua offline, mua trực tiếp hoặc là mua online ở trên Lazada đều được. Và mình mua những chiếc áo Champion này từ Lazada thì toàn mua nguyên giá cả. Tức là ví dụ chiếc đang mặc này, nguyên tác của nó là 690. Những chiếc ở đây có chiếc thì 690, có chiếc thì 790. Nhưng mà vào không giờ đêm nay, tức là bắt đầu từ ngày 27 tháng 3 đến 29 tháng 3 ấy, những chiếc áo Champion rất rẻ, thật sự rất rẻ. Có những chiếc chỉ có hơn 200 nghìn một chút thôi. Và những chiếc áo mình mua này nó đều được giảm giá cả, hơi tốn tiền. Thì mình sẽ cho các bạn xem là mình mua những chiếc áo như thế nào. Đầu tiên thì là một cái chiếc áo nó sẽ có màu nâu. Thì mình sẽ bóc ra cho các bạn xem hình dung về cái màu sắc cũng như là cái họa tiết. Nếu như mà Champion được bán tại Việt Nam mà những cái mẫu mà nó hot, những mẫu nó đẹp, những mẫu mà được in hình nhiều, nó có mức giá đâu đó khoảng 500-600 thì nói thật là đấy là một mức giá tốt hơn hoặc là tốt ngang những chiếc áo Champion được bán sách tay đầy ngoài kia. Còn lại nhá, nếu như một chiếc áo Champion mà chỉ có hơn 200 nghìn trong những đợt sale như này ấy, thì nói thật là kính thưa các loại bán sách tay, không ai đọ được cả. Không ai, nếu mà người ta biết thì không ai thèm mua sách tay nữa cả, người ta sẽ mua chính hãng hết. Và các bạn nhớ nhé, cái đơn vị mà mình cung cấp cho các bạn trên Lazada đấy là store là Champion chính thức phân phối tại Việt Nam, chứ không phải là một cái cửa hàng bán lẻ nào đó nhập từ Hàn Quốc, nhập từ Nhật Bản về rồi bán cho các bạn đâu, mà đấy là store. Đây là một chiếc áo màu nâu. Như bạn thấy thì nó cũng không có gì là quá là chi tiết về họa tiết cả. Nó sẽ là một chiếc áo màu nâu với size medium là size M. Và cái họa tiết in đằng trước chỉ là cái dòng chữ Champion có màu trắng được in lên bên trên như này thôi. Ví dụ in cũng tùy loại nhá, cái chiếc áo mình đang mặc này toàn bộ in lên bên trên là không phải là in bình thường, nó là một cái dòng cao su, cái bằng cao su dán lên cái ngực trước. Và chất liệu áo thì cũng rất là tùy loại, ví dụ chiếc áo màu rêu cũng như chiếc áo màu nâu này ấy, thì chất liệu của nó rất là mỏng và mát, nó không phải là chất liệu dày như là một số chiếc áo Champion bình thường năm sớm. Thì nếu bạn nào có một cái đôi Jordan 1 Mocha hoặc là một số đôi giày màu nâu nào đó ấy, thì mặc chiếc áo này rất là phù hợp. Một chiếc màu nâu thì thực ra đen trắng với những màu phổ biến mình có quá nhiều rồi. Đó, chiếc áo màu nâu đằng sau không có gì hết, nhìn cũng xinh. Đấy, đây là chiếc đầu tiên. Chiếc thứ hai là một chiếc áo màu trắng. Thì chiếc áo màu trắng này nó có họa tiết cho nên là mình mua. Chứ nếu màu trắng mà chỉ có dòng chữ Champion đằng trước hoặc là chỉ có logo chữ C thì mình có rồi. Cho nên là đây là một chiếc mà họa tiết nó nhiều hơn. Áo phông trắng thì mình cũng không có quá nhiều, và đây là một trong những chiếc để bổ sung. Như bạn thấy thì đây là họa tiết của nó. À nhầm, túi. Đây. Chúng ta sẽ có đằng trước là dòng chữ Authentic màu trắng trên nền đen và nền đỏ ở bên trên dưới. Chính giữa sẽ là cái logo chữ C màu xanh blue, và cái dòng chữ Champion nữa thì nó cũng được in nổi lên bên trên cái phần chữ C như thế này. Và khi mà một chiếc áo Champion ấy, nó có nhiều họa tiết hơn bình thường,
thì nó sẽ là một điểm nhấn, tại vì chúng ta quá quen thuộc với những chiếc áo Champion mà nó chỉ đơn giản, ví dụ như chỉ có mỗi logo chữ C ở phía bên tay trái người mặc và nó chỉ có dòng chữ Champion hoặc là chữ C trong ngực này thì nó rất đơn giản, chúng ta quá quen rồi. Nhưng mà in nhiều ấy, thì không phải chiếc Champion nào cũng có. Lần này về Việt Nam có rất nhiều những chiếc áo in nhiều như này và nó là một cái điểm nhấn hay. Thì đấy, đây là chiếc áo tiếp theo. Và chiếc áo thứ ba thì là một chiếc áo màu vàng. Mình có phải tới 4 đến 5 sản phẩm Champion màu vàng, trong đó có cả mũ này, áo hoodie này, áo phông này, kiểu như vậy. Thì đây là một chiếc áo phông tiếp theo sẽ có màu vàng tới từ thương hiệu này. Và lần này mua chính hãng ấy, thì nó sẽ có một cái phần họa tiết nó cũng khác so với những chiếc Champion mình có. Thì đây chính là chiếc áo màu vàng của mình. Đó. Cái cách in ấy thì nó khá giống chiếc vừa rồi, khi mà chúng ta sẽ có ba cái block, gồm có bên trên là New York này, chữ Champion màu vàng của áo nằm chìm dưới một cái lớp in màu đen, và bên dưới cùng là cái khung authentic. Thì chúng ta sẽ có một chiếc áo màu vàng. Áo màu vàng này mình mua nó có chất liệu mỏng hơn nhiều so với chiếc áo màu vàng mình từng có. Nó mỏng hơn cho nên nó mát hơn. Nói chung là mùa hè sắp đến nơi rồi, chúng ta sắp hết mùa đông rồi, những chiếc áo thoáng mát như này là một cái sự lựa chọn ok. Đó. Nhìn chung thì các cái chiếc áo này chúng ta chọn nó, thứ nhất là do màu sắc nó mang, thứ hai là do họa tiết nó có, và thứ ba là do mức giá, có thể mức giá đẩy lên đầu cũng được. Nhưng mà mình chọn chiếc áo nào vì lý do gì mình cũng đã nói. Ví dụ như là áo đơn giản ấy, mình có nhiều rồi, mình muốn mua một vài cái áo mà in nhiều hơn. Còn thì áo dày ấy, mình có nhiều rồi, mình muốn mua chiếc áo mỏng hơn cho mát hơn. Và đây là ba cái màu sắc mà mình có mua cái đợt vừa rồi. Vàng này, trắng này, và một cái nữa màu nâu. Thì đó, không biết là các bạn có thích thương hiệu Champion không, chứ bản thân mình thì mình khá là thích. Và bên cạnh đó thì các bạn có thể xem qua, mình sẽ mở cái phần điện thoại lên để các bạn thấy là có rất nhiều, có rất rất nhiều sản phẩm Champion là cực kỳ rẻ. Rẻ đến mức độ nào thì mình sẽ cho các bạn xem luôn. Ví dụ cái mẫu màu nâu này mình mua nguyên giá là 790.000, và nếu mình mua ngay bây giờ thì chỉ cần bỏ ra 582.000 mà thôi. Có nghĩa là mình đã tiết kiệm được khoảng hơn 200.000. Nếu mà mình mua muộn hơn thì mình đã tiết kiệm được gần đấy tiền rồi. Chưa kể là đêm nay nó còn giảm giá xuống nữa. Bên dưới này chúng ta có nhiều mã giảm giá, cả vận chuyển lẫn là mã giảm giá của nhà bán. Ví dụ như là các bạn mua 1 triệu được giảm 50.000 này, 100.000 cho 2 triệu này. Và như mình đã nói thì Map Club là một đơn vị phân phối các sản phẩm Champion chính hãng. Chúng ta không phải lo lắng bất cứ cái gì cả, mà mức giá lại rất tốt, có rất nhiều sản phẩm. Bên cạnh Champion thì họ còn bán cả thương hiệu là New Era, Tusu, Haisu và Birkenstock. Nếu mà mình đây để mình cho bạn xem về Champion, để cho bạn thấy là có một số mẫu nó cực kỳ là rẻ luôn. Champion thì mình sẽ sắp xếp giá từ cao đến thấp. Đó, như bạn thấy thì một cái áo thun, một cái áo thun như này giá là 150.000, một cái áo bình thường như này 157.000, 180.000 thì nó là cái giá hiện ở đây, nhưng mà giá mình có thể mua sau khi trừ mấy cái voucher đi ấy, thì là 157.000. Nó thật là đúng như mình đã nói bên trên ấy, với mức giá như này thì kính thưa các cái thể loại bán hàng sách tay, chúng ta sẽ mua hết ở những store chính hãng như này, chứ còn mua sách tay làm gì nữa. Có cả polo này, polo nhìn rất lịch sự, hai màu cam và màu xanh này. Bên cạnh đó kể cả những áo kiểu áo sweater dài tay, hoặc là chúng ta gọi là long sleeve ấy, mặc dù đã hết mùa rồi nhưng mà mua bây giờ để mùa đông mặc cũng được. Màu xám, màu đen rất đẹp, áo dài tay. Hoặc là bên dưới, ví dụ áo màu vàng này, đẹp. Nói chung ấy, với mức giá, đây các bạn nhìn thấy giá ngay đây rồi, mình không cần phải nói nhiều. Với mức giá như này là quá đẹp và quá ngon. Để mình cho các bạn thấy là cái mức giá cao nhất của nó thì sẽ là tầm nào. Đây, mấy hoodie này màu cũng khá là dị. Nó cũng đẹp nữa, cả bộ này chỉ có 1.9 triệu này. Cả một bộ luôn, rất đẹp. Bên dưới thì chúng ta có cả hoodie, có cả phụ kiện, mũ, quần, vân vân. Tùy chúng ta thích như nào. Nhưng mà nhìn chung ấy, sản phẩm mà Champion mang về Việt Nam cũng tương đối là đầy đủ, chứ không phải là quá ít. Mình kéo từ nãy giờ nhưng mà vẫn không hết một cái bucket này, cũng rất đẹp. Đó, tất cả những cái này các bạn cứ xem cái link bên dưới. Chúng ta thích cái nào chúng ta mua cái đấy, và chắc chắn là sẽ rất nhanh hết hàng. Chưa chắc các bạn đã mua được mà chính mình đã mua mất rồi, chứ chưa nói đến các bạn khác. Đây mình có mấy cái áo Champion hoodie màu vàng này, quá rẻ, quá đẹp. Màu đen nữa này, đó. Và ok, trên đây là tất cả 5 thương hiệu. Có tất cả 5 thương hiệu gồm có Skechers, New Balance, Map Club là 3, có Peak là 4 và có Anta là 5. Có tất cả 5 thương hiệu mà mình đã mua trong Lazada mới đợt đầu tháng 3 vừa rồi thôi. Thì mình mua món đồ nào với mục đích gì và đặc điểm của nó ra sao mình đã mô tả hết. Và tất cả những món đồ này nó sẽ được giảm giá vào ngày mai, chứ các bạn sẽ không phải mua nguyên giá như mình nữa. Ngày mai tức là 0 giờ đêm nay ấy, mình sẽ để tất cả link cũng như những ưu đãi cụ thể. Tức là bình thường ra ngoài giảm giá ra các gian hàng họ còn có mã giảm giá riêng nữa, chúng ta tiết kiệm được rất nhiều tiền.
thật sự là rất nhiều. Không tin các bạn cứ thử xem thì biết. Mình sẽ để tất cả bên dưới phần mô tả video này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại vào Topic Up sau Tết số thứ 3.